Hội nghị tổng kết năm học và triển khai năm học mới, quản lý chất lượng và thanh tra giáo dục. Chiều 24 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học năm 2022 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học năm 2023 đến năm 2024 liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thanh tra, kiểm tra khối Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bày tỏ rằng trong năm học năm 2022 đến năm 2023, Bộ đã chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và dự thi Olympic khu vực, quốc tế với mục tiêu đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã ghi nhận trường hợp 2 thí sinh vi phạm quy chế thi và đã xử lý theo quy định của pháp luật. Các vấn đề liên quan khác đang được Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an làm rõ để xử lý. Ông Huỳnh Văn Trương cũng đã nêu rõ rằng các ý kiến phản ánh về đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau cuộc rà soát cho thấy đáp án và nội dung đề thi các bài thi, môn thi chủ yếu không thay đổi. Đối với môn tiếng Anh, có một câu hỏi chấp nhận 2 đáp án đúng. Môn lịch sử cũng được điều chỉnh để bảo đảm nội dung đúng mục đích và cấp độ đánh giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các kỳ thi cũng sẽ tiếp tục được Cục An ninh Chính trị Nội bộ thực hiện để đảm bảo sự suôn sẻ và an toàn cho các thí sinh tham gia kỳ thi.